Bị bạn gái cắm sừng vì nghèo. Chắc chắn là câu chuyện đầu tiên là của khách mời rồi. Cái từ khóa này nó cũng là có một cái mốc của câu chuyện của Huy. Cái lúc mà Huy mới bắt đầu yêu thì cũng là một cái độ tuổi 18 tuổi, là đủ tuổi để yêu rồi đó. Thời điểm mới ra trường thì mình đi kiếm thêm, thì Huy cũng làm trong một cái quán cà phê. Thì hồi xưa mình với một cái ngoại hình mình như vậy nè. Ngày xưa có tướng ngon vậy không? Hồi xưa cũng ốm á, mình dây lắm. Mình dây hơn thì mới đi học ra. Lúc đó Huy không có tin là Huy sẽ khóc với một người phụ nữ. Có một cái chị trong cái quán cà phê đó, chị nói với Huy một câu là: rồi chắc chắn mày cũng sẽ khóc vì một người con gái đó. Y như rằng luôn, thì có một cái bé đó cũng làm trong quán đó. Thì vô tình có tình cảm tình với họ và hai người quen nhau. Xong rồi quen nhau thì mới tiền dần dần tìm hiểu ra thì biết là quá khứ của cô ấy đã quen một cái người này, một người đàn ông hơn cái độ tuổi của Huy lúc đó cũng phải hơn gấp đôi tuổi. Thì đương nhiên cái độ tuổi đó họ đã đủ kiến thức để chiếm lấy một cái tình cảm của một cô gái mới lớn. Và thứ nhất, thứ hai là họ đã đủ điều kiện kinh tế để đáp ứng cho công việc của họ là chiêu dụ những cô gái đó. Thì xong cái quá trình yêu nhau thì Huy biết là họ vẫn còn liên lạc. Tới bây giờ Huy nghĩ cái hành động, cái thời điểm đó Huy làm là rất đúng. Thì Huy tìm thông tin của người đàn ông đó, Huy nói chuyện như hai người đàn ông thực sự. Đối với Huy ở độ tuổi đó mới 18 thôi và nói chuyện với một người trung niên thì người ta có đủ kiến thức để bắt bẻ và rào trước đón sau cái câu chuyện của mình. Thì Huy mới nói là anh biết là anh không có đủ khả năng tới với cô ấy, và có một điểm nữa là người đàn ông đó đã có gia đình. Không có đủ khả năng tới thì hai người đều biết như vậy, thì tại sao anh lại không buông tha cô gái đó? Thì hai người đàn ông nói qua lại và Huy cũng đã hẹn một buổi để ra gặp mặt. Nhưng mà người đàn ông đó thì vẫn tránh né diện nhiều lý do để không gặp. Nhưng mà Huy nghĩ là cái quyết định tốt nhất là người phụ nữ đó chứ không phải là hai người đàn ông nữa. Thì yêu thì vẫn là yêu. Mỗi đêm cái chạy lên nhà cô ấy đợi cô ấy. Anh thì cứ đứng ở ngoài nhà, thì cô bé đó vẫn cứ trốn trong nhà. Anh đứng tới khuya. Mà trong khi đó từ nhà anh mà chạy lên tuốt cái quận 12 rất là xa. Một hôm cô ấy ra thì hai người nói chuyện với nhau cũng khóc. Xong rồi lúc mà anh về thì cô ấy mới nhắn cho một cái tin nhắn là: em mời anh về Tết chơi nhà em. Thì mình vui quá mà, thì giống như là được mở ra cánh cửa, tưởng là dẹp hết rồi mình chọn mình. Khi mà mang mình về tới nhà ra mắt cho gia đình là một cái chuyện đâu cái phải là. Xong rồi mình nói ok, 30 Tết anh đi về luôn. Tối hôm đó là ăn cái giao thừa với gia đình của bên đó. Thì cái tối hôm đó mẹ Huy có gọi điện cho Huy nói là: tại sao Tết mày không ở đây mày ăn Tết với gia đình? Lúc đó mình nghe mình cũng buồn, kiểu giống mình thấy nó có lỗi và cái hành động đó mình không đúng. Thì đúng là cái tuổi trẻ mà yêu bồng bột mà bất chấp, thì thế bây giờ thì mình cũng có suy nghĩ lại là cái những hành động đó mình đúng là sai, mình vô ý với gia đình quá. Thì trong cái thời gian mấy mùng trong Tết đó thì mình lại phát hiện ra vẫn còn liên hệ với người đàn ông đó. Xong hai đứa cũng chơi Tết xong rồi cũng không có vui vẻ gì, xong lên lại Sài Gòn thì Huy mới suy nghĩ ra một điều là dù ở bất cứ mối quan hệ nào, dù bạn hoặc tình yêu, thì mình nên từ bỏ một cái mối quan hệ đó khi mà người ta không có tôn trọng mình. Và cái từ khóa cũng liên quan nữa, khi mà Huy mà vào những cái tình cảnh đó, khi mà chia tay xong thì cái thời điểm đó Huy có một cái ác cảm đối với những người đàn ông ở trung niên. Chết rồi. Đúng rồi, giống như là mình bị một cái vết mình có chịu. Là tại sao những cái người đó người ta giống có điều như kiện, là bị tự kỷ ám thị mà người ta lại giành giật với mình một cái điều đó, khi mà người ta nghĩ là người ta biết họ không thể. Và cái lúc đó thời điểm đó Huy cũng tự ti, vì trong tay Huy cũng thực sự nó không có gì. Nếu như mà thời điểm đó quay trở lại thì Huy cũng sẽ xin lỗi họ, người con gái đó. Xin lỗi họ vì lúc đó mình yêu họ, đến họ vì mình chưa có gì, mình chưa có đủ khả năng để mình lo cho họ. Bộ nghèo là có tội, nghèo là không được yêu, đúng không? Trong câu chuyện này anh không thấy ai có lỗi hết á. Kể cả ngay cả cô gái đó hành xử như vậy thì cô gái biết được rằng cô gái muốn gì. Và thậm chí là bạn có đứng trước cửa nhà cô ấy đợi hàng ngày thì bạn đang làm theo cảm xúc của mình, đúng không rồi. Ai có lỗi hết, họ chỉ đang sống đúng vào cái độ tuổi của mình. Một người 18 tuổi không có gì trong tay, cái đó là điều đương nhiên. Nhưng mà không lẽ không được yêu, mình vẫn được quyền sống theo đúng cảm xúc của mình. Và thậm chí là anh thấy là bạn rất là bản lĩnh khi bạn dám đối diện với cái người mà hơn mình hầu như là gấp đôi tuổi, người đàn ông họ đã quá nhiều kinh nghiệm mà bạn
nói chuyện với họ như hai người đàn ông để chia sẻ. Đối với tất cả mọi người, rõ ràng ai cũng thấy nghèo nó không phải là cái tội. Nhưng mà mình có tiếp tục quyết định chọn cái nghèo đó để đi hoài và tự mình tự ti hoài hay không á, thì đó là cái lựa chọn của mọi người. Lấy ra là những chia sẻ của cánh đàn ông rồi đúng không? Giờ mình lắng nghe thử ý kiến của cánh chị em gái như thế nào nhé. Nếu mà em là cái cô bạn đó thì em nghĩ thì ở độ tuổi đó thì em chỉ muốn có một cái tình cảm trong sáng đơn thuần thôi. Sau này nó vẫn còn dài lắm, mình huống hồ gì mình lại đi quen với một người lớn hơn mình quá nhiều như vậy và đã có gia đình nữa thì không có phù hợp tí nào. Tìm một cách nào khác để tự bằng sức mình chứ không thế nào mà dựa dẫm vào người khác. Anh có biết một cái bạn, bạn ấy cũng là con gái một, gia cảnh cũng rất là khó khăn. Thì ra cổ giống như là bây giờ cũng phải bươn trải ra đời để cổ làm. Cổ đi cổ gặp gỡ hết người này người kia để cổ đem được về cái nguồn lợi cho gia đình. Thì trong cái quá trình cổ làm, cổ gặp gỡ nhiều người thì cổ gặp cũng đúng phải một cái người đàn ông lớn tuổi hơn thậm chí là tuổi cha. Và cái người đàn ông đó che chở, họ dùng cái tiền á để có thể lấp hết cho những cái khó khăn của cô gái đó. Cho nên cổ rất là dễ bị siêu lòng vô. Đó là cái vấn đề là cái người đàn ông đó nó hơn nhau ở chỗ đó đó. Có đủ kinh nghiệm để có thể che chở cho cái cô gái hay không. Và cái quan trọng cái người phụ nữ, rốt cuộc cho dù họ bao nhiêu tuổi, họ 18 tuổi hay họ 60 tuổi đi nữa, thì họ cũng chỉ cần có đúng một điều duy nhất, đó là một người đàn ông có thể có đủ điều kiện, đủ cái tình cảm để che chở cho họ, để họ không phải mạnh mẽ lên và họ phải là bất kỳ một cái trụ cột nào ở trường hợp nào hết. Vậy thì bây giờ mình thử nghe thử ý kiến của cô gái hiện đại xem sao. Mẹ Bích Trâm, cô gái à, em có em tính chia sẻ gì không? Em còn một người đàn ông như thế nào trong cuộc đời của em nè? Em nghĩ là vậy nè, nếu mà nói về câu chuyện của anh Huy á, quay ngược lại thời gian á, ở độ tuổi 18 đó là em có chọn như vậy không? Là không. Còn nếu mà gia đình khó khăn quá thì đi làm hay gì đó, tại vì em nhớ hồi xưa người ta cũng chịu khó chịu cực lắm mà, đâu thiết là phải quen vậy đâu. Nhưng mà còn... cái đồng tiền nó nhiều khi nó lại không đủ. Biết rồi, để em kể cho nghe. Ví dụ như mà bắt buộc quá, khó khăn quá hay là gì đó thì cũng phải tôn trọng ý kiến của chị kia đúng không? Tại vì đó là lựa chọn của người ta mà sao mình ép buộc người ta được. Còn nếu mà ủa mà anh hỏi gì quên rồi. Anh tính hỏi là nếu vậy em có nghĩ nếu mà em không chọn theo quyết định của cái bạn gái cũ của anh Huy mà em dù em vẫn đi theo anh Huy cho tới bây giờ là em có tin vào của tình yêu đó, đúng nghĩa anh là có thể làm nên một cái điều gì đó lớn lao hơn không? Em có niềm tin đó không? Trời tin lắm nha. Tin lắm luôn. Tại vì em nghĩ là tình yêu làm nên tất cả luôn á, thật sự á. Tại vì nếu mà ví dụ mình quen một người á, mình phải thấy người đó trải qua khó khăn thì mình mới trân trọng cái lúc mà người ta thành công. Còn khi mà mình gặp người, lúc mà người đó thành công mà mình không thấy người đó trải qua khó khăn gì á, đùng một cái người đó gặp khó khăn thì mình cảm thấy là bị bỡ ngỡ và đôi khi mình sẽ bị chán, bị nản hay gì đó, mình sẽ bỏ người khác. Còn nếu mà cùng trải qua quá nhiều khó khăn, biết quá rõ về người đó thì khi mà thành công á là sẽ rất là trân trọng nhau luôn á. Em nghĩ vậy á. Trả lời của em xuất sắc đúng không? Xuất sắc. Ừ, anh rất là trân quý những người như em. Lo tỏa sáng. Tốn hồi lâu nó mới về đó. Vậy theo các bạn, rốt cuộc vô độ tuổi 18 tuổi thì các bạn nên chạy theo tiếng gọi của tình yêu thay vì là vật chất đúng không? Dạ đúng. Đúng rồi, nhưng bây giờ thì chưa yêu đi. Tại sao chưa chứ? Tại giờ em 24 tuổi rồi. Bây giờ em phải suy nghĩ là em đã lớn rồi đúng không? Dạ đúng rồi. Em phải suy nghĩ. Nãy em thắc mắc nha, sao tiện cái số nào anh cũng ví dụ với một người đàn ông hết chứ? Thì anh đang lấy cương vị của một người đàn ông mà. Không, nghĩa là anh hay giới thiệu là bồ với là một người đàn ông khác á. Anh hay làm gái. Bây giờ thí dụ như mà bây giờ cái dàn này là anh không đụng vô được rồi. Cái dàn này là gà nhà. Còn bên cái dàn này anh là cửa luôn. Xong thí dụ bên đây nè. Thí dụ bên đây là bích cửa với mình rồi. Ừ. À. Thì anh phải là cửa giữa là cái. Mà cái cửa này mà nhìn vô đây thôi. Thôi bây giờ qua tới câu chuyện thứ hai đi nè, để coi nó là sao. À. Rồi, giờ tới câu chuyện thứ hai.